bé phải ngồi như nào? Toàn là em lấy cái này ra. À, em bé ngồi rất là an toàn. Khi nào mà có trường hợp khẩn cấp thì mặt nạ rơi xuống thì phải đeo vào, đúng không? Rồi, con đọc tiếp này, nếu mà có cháy lửa, có khói thì làm gì nhỉ? Phải che miệng, xong phải làm gì nữa nhỉ? Phải đứng đây là phải bò. Phải bò ở đâu? Ladies and gentlemen, your captain from the flight deck, a very warm welcome on Vietnam Airlines flight 163 to Da Nang. We are just about ready for departure. Hãy lòng dành chút thời gian để theo dõi cách sử dụng các thiết bị an toàn để chiếu trên màn hình của máy bay. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, may have the attention for a few minutes to watch your safety and must. Xem hướng dẫn sử dụng an toàn là đọc cái này này. Cái này chuẩn bị cái hộ chiếu cái này. Note that this is a non-smoking flight. Smoking is not allowed at any time anywhere in the cabin. Ở trên này có cái gì này? Hai chú cháu này. Trên này bật đèn này. Đây này. Đấy, bật đèn. Để con giờ lại bị lừa. Bibi ơi, Bibi Blue có bóng đâu rồi? Lạnh là mưa mười mấy độ. Phòng của chung nhau đấy. Phòng của chung nhau đúng không? Đúng.
giới thiệu cho bà đã xong đâu. Bà cô sẽ chìm. Nó đang giới thiệu cho bà đây chỗ nào. Anh chị nó toàn là bố không sợ.